Hello, xin chào cô chú anh chị bạn đến buổi trình ngày hôm nay nha. Hôm nay cập nhật bộ mẹ con bu xin chú chị. Bộ mẹ con bu xin ôm cũng được 3B nha. Con mẹ này là tàn sắc nhất cô chú anh chị ơi. Con bò này sao chú em đo là 1m35 nha. Đu thì lệch phải cho chú anh chị nè. 1m35 nha. Chân móng là hoàn thiện nha, không có ốp xe, không xuống cúng ruột hết nha. Con bò này tàn nhất cô chú anh chị. Một màu không có lan trạ gì hết nha. Bò này là bao tật lỗ của chú anh chị. Bò này... thứ hai nha, đây con là con được 3B nha. Sẽ được con bò này chính luôn nha. Nè con được 3B nè. Rất là tốt. Mẹ nè. Xác xích là nghiêm chỉnh đó của chú anh chị. Bò này không có ốp xe, không có xuống cúng ruột hết nha. Bò này là em bao thật lỗi của chú anh chị. Bộ mẹ con này có giá là 26 triệu nha. 26 triệu là em bao ship dầu 100 cây nha. Đây móng sò luôn nha chú anh chị. Đây mẹ nè, đuôi của chú anh chị không lệch phật nha. Rất là đẹp luôn. Bò này tàn nhất của chú anh chị ơi. Bộ mẹ con có mức giá là 26 triệu. 26 triệu là em bao ship dầu 100 cây nha. Đây đúng miếng không? Đây rút yến là thật chú anh chị, long da nhuyễn mức luôn nha. Con bò này không có lan trạ gì hết luôn chú anh chị. Bò này em bao thật lỗi nha. Ăn uống thì khỏi nói luôn chú anh chị. Đúng, đúng. Đi thì bò cái đây bẻ rồi thì em bảo hành của chú anh chị mà trong vòng 3 tháng nha. 3 tháng nếu có trục chặt lòi lú gì thì sẽ chở bò về nha, và tiền sẽ hoàn đầy đủ cho cô chú anh chị mình nha. Bò này nghiêm chỉnh hết của chú anh chị, không có tật lỗi gì hết nha. Bò mẹ này nó to mà còn rất là mập của chú anh chị nha, tàn sắc nhất luôn, rất là tốt nè. Cô chú nhìn thấy không, một màu này lạc phạt luôn nha. Thì bò có đẻ rồi em bảo hành của chú anh chị mà trong vòng 3 tháng nha. 3 tháng nếu có chặt trục chặt lòi lú gì nha, thì em chở bò về nha, và tiền sẽ hoàn đầy đủ của chú anh chị mình nha. Không có được 3B, có được 3B được 2 tháng của chú anh chị này, rất là tốt luôn. Con mẹ tàn sắc nhất của chú anh chị. Bò này xác tích nghiêm chỉnh nha. Bò này là bao tật lỗ của chú anh chị. Không có viêm da nổi cục gì hết nha. Không có ép xe, không xuống cúng gì hết. Bộ mẹ con có giá là 26 triệu. Ôi con được 3B của chú anh chị. Đây tàn sắc của nó của chú anh chị rất là lớn luôn. Của em phát sóng 12 giờ trưa và 6 giờ chiều. Nếu cô chú anh chị nào có thích kênh game cho em một like nha và một đăng ký kênh nha, để em tiếp cận được nhiều người và có những quà đẹp để cô chú anh chị mình tham khảo và lựa chọn nha. Bộ mẹ con bô xin chân móng của chú anh chị nó to, rất là to luôn nha. Nè rúng miếng là đập phà thường chú anh chị, rúng miếng là bài bản luôn nha. Nè bộ giá là 26 triệu, 26 triệu là bao ship dầm 100 cây nha. Rồi nãy giờ cũng như đã cập nhật thông tin cũng như hình ảnh của bộ mẹ con là rồi. Nếu cô chú anh chị nào cảm thấy thích mua về để mà làm giống thì alo nha. Số điện thoại của em đã trên màn hình. Đến đây thì em xin kết thúc video tại đây nha. Em xin chào.